Kinh số 3. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ, cùng với chúng đại tỳ kheo 500 vị. Bây giờ A Nan bày vai phải, quỳ gối phải xuống đất, bạch Thế Tôn rằng: Như Lai soi tỏ huyền vi, không sự gì mà không xét. Ngài hiểu rõ hết thảy chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Ngài biết rõ tên họ, danh hiệu chư Phật quá khứ, đệ tử Bồ Tát theo hầu nhiều ít, một kiếp, 100 kiếp, cho đến vô số kiếp, Ngài tất quán sát biết rõ. Ngài cũng phân biệt biết rõ tên họ của quốc vương, đại thần, nhân dân, cũng như biết rõ bao nhiêu quốc giới khác nhau hiện tại. Chúng con muốn biết sự kiện trong tương lai lâu xa, Đức Di Lặc ra đời, là bậc chí chân, đẳng chánh giác, đệ tử theo hầu, cùng cảnh Phật, phong tục an lạc như thế nào, trải qua bao lâu? Phật bảo A Nan: Ông hãy trở về chỗ ngồi, lắng nghe ta nói về sự xuất hiện của Di Lặc, cùng quốc độ, phong tục an lạc và đệ tử nhiều ít. Hãy khéo suy nghĩ, khéo ghi nhớ trong lòng. A Nan vâng lời Phật dạy, trở về chỗ ngồi. Phật nói: Trong tương lai lâu xa, ở tại quốc giới này, có thành quách gọi là Kê Đầu. Đông sang Tây 12 do tuần, Nam đến Bắc 7 do tuần. Đất đai màu mỡ, nhân dân đông đúc, đường xá thành hàng. Bây giờ trong thành có Long Vương tên Thủy Quang, ban đêm làm mưa thơm thấm nhuần, ban ngày trong lành mát mẻ. Bây giờ trong thành Kê Đầu có một con quỷ la sát tên là Diệp Hoa. Việc làm của nó đều tùy thuận pháp, không trái nghịch chánh giáo. Nó rình lúc mọi người đã ngủ, mới dọn dẹp các thứ bất tịnh dơ bẩn, rồi lại dùng nước thơm rưới lên đất, khiến cho cực kỳ sạch thơm. A Nan nên biết, lúc bấy giờ Diêm Phù Địa từ đông sang tây, từ nam lên bắc 10 vạn do tuần, các núi, sông, vách đá đều tự tiêu diệt. Nước 4 biển dồn về một phương, mặt đất Diêm Phù Địa trở nên bằng phẳng như mặt gương trong sáng. Trong toàn cõi Diêm Phù Địa, thóc gạo dồi dào, nhân dân đông đúc, có nhiều thứ trân bảo. Thôn xóm liên tiếp nhau, chỉ cách khoảng tiếng gà gáy nghe được. Khi ấy các thứ hoa trái xấu dở khô chết hết, những thứ dơ bẩn cũng biến mất, chỉ còn lại các loại trái ngon ngọt, hương thơm ngào ngạt, sanh trưởng trên đất đó. Khí hậu thời bấy giờ ôn hòa, 4 mùa thuận hợp, trong thân người không có 108 thứ bệnh hoạn, tham dục, sân hận, ngu si không lớn, không mãnh liệt. Tâm người quân bình, thảy đều đồng một ý, gặp nhau thảy đều hoan hỷ, nói lời đẹp lòng với nhau. Ngôn ngữ chỉ một thứ, không có khác biệt, như người Uất Đan Việt kia không khác. Vì người Diêm Phù Địa khi ấy đều đồng một thứ tiếng, không có nhiều thứ khác nhau. Các hạng nam nữ bấy giờ, mỗi khi có ý muốn đại, tiểu tiện, đất tự nhiên mở ra, việc xong nó tự khép lại. Diêm Phù Địa thời bấy giờ có giống lúa mọc tự nhiên, không có vỏ trấu, mùi vị cực kỳ thơm ngon, ăn vào trừ các thứ bệnh khổ. Các loại vàng, bạc, trân bảo, sa cừ, mã não, trân châu rơi vãi trên đất, không ai nghĩ đến thâu lượm. Khi người dân ở đó cầm lên một thứ, họ nói với nhau: người xưa do các loại châu báu này mà tàn hại lẫn nhau, giam cầm đầy đọa nhau, gây thêm vô số khổ não. Ngày nay các thứ này cùng một loại với sỏi đá, không ai cất giữ. Trong thời đó có vị pháp vương xuất hiện tên là Tương Khư, cai trị bằng chánh pháp, thành tựu 7 báo. 7 báo là bánh xe, voi, ngựa, minh châu, ngọc nữ, điển binh và điển tàng. Vua thống lãnh toàn cõi Diêm Phù Địa, không dùng đến dao gậy mà tự nhiên đều thần phục. A Nan,
nhưng hiện nay có 4 kho báu. Ở nước Càng Đà Việt có kho báu Y La Bát. Thứ hai, tại nước Di Thê La có kho báu Ban Trù. Thứ ba, tại nước Tu Lại Tra có kho báu cũng chứa nhiều trân bảo. Thứ tư, tại Bà La Nại, Tương Khư có kho báu lớn chứa nhiều trân bảo không kể xiết. 4 kho báu lớn này đúng lúc tự nhiên xuất hiện. Những người canh giữ kho báu đến tâu vua: "Tâu đại vương, xin hãy dùng báu vật trong các kho báu này mà ban phát cho những người nghèo khốn." Đại vương Tương Khư sau khi nhận được các kho báu này cũng không cất làm của riêng, không có ý tưởng chiếm hữu tài vật. Thời bấy giờ, trong nội cảnh Diêm Phù Địa có loại cây tự nhiên sanh ra y phục, thứ vải rất mịn và mềm mại, mọi người đến lấy mà dùng. Giống như hiện nay người Úc đang viết lấy y phục sanh ra tự nhiên ở trên cây không khác. Vua bấy giờ có vị đại thần tên là Tu Phạm Ma, vốn là bạn thân của vua từ thời thơ ấu mà vua rất yêu kính. Vả ông này có nhan sắc đẹp đẽ, không cao, không thấp, không gầy, không mập, không đen, không trắng, không già, không trẻ. Tu Phạm Ma có vợ tên là Tu Phạm Việt, đặc sắc bậc nhất trong các gọc nữ, y như phi hậu của thiên đế. Miệng bà thường có mùi thơm của hoa sen ưu bát, thân thể luôn luôn có mùi thơm chiên đàn, có toàn vẹn 84 tư thái của phụ nữ, không có bệnh hoạn, không hề loạn tưởng. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc từ trên trời đâu xuất quan sát cha mẹ, ai không già cũng không trẻ, bèn giáng thần xuống đó, rồi sẽ sinh ra từ hông phải như ta ngày nay không khác. Bồ Tát Di Lặc cũng vậy. Tu Phạm Ma tức thì đặt tên cho con là Di Lặc, mà thân hình được trang nghiêm bằng 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, sắc da màu hoàng kim. Con người thời ấy thọ mạng rất dài, không có các thứ tật bệnh, thể đều thọ 84.000 tuổi. Phụ nữ đến 500 tuổi mới lấy chồng. Bồ Tát Di Lặc sống tại gia không bao lâu, rồi xuất gia học đạo. Bây giờ, cách thành Kê Đầu không xa, có một gốc đại thọ tên là Long Hoa. Cao 1 do tuần, rộng 500 bộ. Bồ Tát Di Lặc ngồi dưới gốc cây này mà thành đạo quả vô thượng. Vào nửa đêm Di Lặc xuất gia, ngay đêm đó thành đạo vô thượng. Khi ấy 3.000 đại thiên sát độ chấn động, địa thần liên tiếp truyền nhau: "Này Di Lặc đã thành Phật." Lần lượt truyền cho đến cung điện Tứ Thiên Vương cũng nghe: "Di Lặc đã thành Phật đạo." Rồi lần lượt truyền lên các cõi trời Tam Thập Tam, Diệm Thiên, Đầu Xuất, Hóa Tự Tại, Tha Hóa Tự Tại. Âm thanh truyền lần cho đến Phạm Thiên: "Di Lặc đã thành Phật đạo." Bây giờ có ma tên là Đại Tướng, cai trị đúng theo pháp. Khi nghe âm hưởng lan truyền danh giáo của Như Lai, hoan hỷ phấn chấn không dừng được, 7 ngày 7 đêm không ngủ. Khi ấy ma vương dẫn vô số người nhà trời của dục giới đi đến Phật Di Lặc cung kính lễ bái. Di Lặc Thánh Tôn lần lượt giảng thuyết các đề tài vi diệu của chánh pháp cho chư thiên. Các đề tài về thí, giới, sanh thiên, dục là tưởng bất tịnh, xúc yếu là vi diệu. Sau khi thấy mọi người đã phát tâm hoan hỷ, như pháp mà chư Phật Thế Tôn thường thuyết là khổ, tập, tận, đạo, Ngài đều phân rộng rãi ý nghĩa cho chư thiên và loài người. Lúc đó, ngay trên chỗ ngồi có 84.000 con trời dứt sạch trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Bấy giờ, Đại Tướng Ma Vương bố cáo với nhân dân cõi ấy rằng: "Các người nên nhanh chóng xuất gia. Vì sao? Hôm nay Đức Di Lặc đã vượt qua bờ bên kia và cũng sẽ đưa các người vượt qua." Bấy giờ, trong thành Kê Đầu có một gia chủ tên là Thiện Tài. Nghe giáo lệnh của Ma Vương, lại nghe tiếng Phật,
liền dẫn đại chúng gồm 84.000 người đi đến Phật Di Lặc, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Đức Di Lặc lần lượt thuyết các đề tài vi diệu của Pháp cho ông, luận về thí, giới, sanh thiên, dục là tưởng bất tịnh, xuất yếu là vi diệu. Khi Đức Di Lặc thấy tâm ý mọi người đã khai tỏ, như Pháp mà chư Phật Thế Tôn thường thuyết là khổ, tập, tận, đạo, Ngài đều phân biệt rộng rãi cho mọi người. Ngay khi ấy, từ trên chỗ ngồi, Thiện Tài cùng 84.000 người dứt sạch trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Thiện Tài cùng 84.000 người bước lên trước bạch Phật, cầu xin xuất gia, khéo tu phạm hạnh, thành đạo A-la-hán. Đấy là hội thứ nhất của Phật Di Lặc, có 84.000 A-la-hán. Bây giờ vua Tương Khư, khi nghe Đức Di Lặc đã thành Phật đạo, liền đi đến chỗ Phật để nghe Pháp, được Di Lặc thuyết Pháp cho ông. Pháp mà khoảng đầu thiện xảo, khoảng giữa thiện xảo, khoảng cuối cũng thiện xảo, nghĩa lý sâu xa. Một thời gian sau, Phật lập thái tử, rồi đem vật trân bảo cho thợ hớt tóc, lại đem các thứ bảo vật khác cho các bà la môn. Sau đó, vua dẫn 84.000 người đi đến chỗ Phật, cầu xin làm sa môn. Tất cả đều thành đạo A-la-hán. Khi gia chủ Tu Phạm Ma nghe Đức Di Lặc đã thành Phật đạo, liền dẫn đại chúng gồm 84.000 bà la môn đi đến chỗ Phật cầu xin làm sa môn, thảy đều đắc A-la-hán. Duy một mình Tu Phạm Ma đoạn trừ ba kết, rồi nhất định sẽ chấm dứt biên tế khổ. Mẹ của Phật là Phạm Ma Việt cũng dẫn 84.000 thể nữ đi đến Phật cầu xin làm sa môn. Các người nữ đều đắc A-la-hán, duy chỉ một người là Phạm Ma Việt đoạn trừ ba kết thành Tu Đà Hoàng. Những người phụ nữ sắc lợi nghe Đức Di Lặc Như Lai xuất hiện thế gian thành đẳng chánh giác, có vài nghìn vạn người đi đến Phật đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Mỗi người đều sanh tâm cầu xin làm sa môn, xuất gia học đạo. Trong đó, hoặc có người vượt thứ lớp mà chứng ngộ, hoặc có người không chứng ngộ. Này A Nan, những người không vượt thứ lớp chứng ngộ, thảy đều là những người tùy pháp hành, nhàm tởm tất cả thế gian, không có gì đáng vui thích. Di Lặc bấy giờ thuyết giáo pháp ba thừa. Như ngày nay, trong các đệ tử của ta, Đại Ca Diếp là người hành đầu đà. Trong quá khứ, đã từng tu phạm hạnh nơi chư Phật. Người này sẽ thường trợ giúp Di Lặc giáo hóa nhân dân. Khi ấy, Ca Diếp đang ngồi kiết già cách Như Lai không xa, chánh thân, chánh ý, buộc niệm trước mắt. Bây giờ Thế Tôn bảo Ca Diếp: Nay tuổi ta đã suy hao, gần hơn 80. Nhưng nay Như Lai có 4 đại thanh văn, có thể đảm trách du hóa, mà trí tuệ vô tận, đầy đủ các phẩm đức. 4 vị này là những ai? Đó là Tỳ Kheo Ca Diếp, Tỳ Kheo Quân Đồ Bát Hán, Tỳ Kheo Tân Đầu Lô, Tỳ Kheo La Hầu La. Các ngươi 4 đại thanh văn không nên bát niết bàn. Hãy đợi khi nào pháp ta mất hẳn rồi, hãy bát niết bàn. Đại Ca Diếp cũng không nên bát niết bàn. Hãy đợi cho đến Di Lặc xuất hiện thế gian. Vì sao? Các đệ tử được hóa độ bởi Di Lặc, thảy đều là đệ tử của Thích Ca Văn. Do sự giáo hóa của ta, được lưu lại mà dứt sạch các lậu. Trong thôn Tỳ Đề, quốc giới Ma Kiệt, Đại Ca Diếp sẽ trú trong núi ở đó. Về sau, Di Lặc Như Lai sẽ dẫn vô số tùy tùng đi đến núi này. Do ân đức của Phật, các quỷ thần sẽ mở cửa núi và được thấy Ca Diếp trong hang thiền. Khi ấy, Đức Di Lặc duỗi cánh tay phải chỉ Ca Diếp mà bảo đại chúng: Đây là đệ tử của Phật Thích Ca Văn trong thời quá khứ xa xưa, tên là Ca Diếp,
vẫn tồn tại cho đến nay, là vị đầu đà khổ hành bậc nhất. Mọi người khi ấy tán thán là chưa từng có. Ngay lúc ấy, vô số trăm nghìn người dứt sạch trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Đây gọi là hội thứ nhất, có 96 ức người thành A-la-hán. Những người ấy đều là đệ tử của ta. Vì sao? Thể đều do ta giáo hóa mà được như vậy, và cũng do nhân duyên bốn sự là huệ thí, nhân ái, lợi người và đẳng lợi. Này A Nan, bây giờ Di Lặc Như Lai sẽ lấy y tăng già lê của Ca Diếp rồi khoác lên mình. Tức thì thân thể của Ca Diếp tự nhiên rã vụn như sao trời. Di Lặc mới dùng đủ các loại hương hoa cúng dường Ca Diếp. Vì sao? Vì chư Phật Thế Tôn có tâm cung kính đối với chánh pháp, Di Lặc cũng do ta giáo hóa mà được thành vô thượng đạo chân chánh. A Nan nên biết, hội thứ hai của Phật Di Lặc có 94 ức người, đều là A La Hán, cũng đều là đệ tử di giáo của ta, hành cúng dường bốn sự mà được như vậy. Lại nữa, hội thứ ba của Phật Di Lặc có 92 ức người, đều là A-la-hán, cũng là đệ tử di giáo của ta. Thời bấy giờ, các tỳ kheo đều có họ là đệ tử từ thị, như ngày nay các thanh văn đều được gọi là đệ tử Thích Ca. Bấy giờ, Đức Di Lặc thuyết pháp cho các đệ tử: tỳ kheo các ngươi, hãy tư duy về tưởng vô thường. Đối với lạc mà tưởng có khổ, đối với chấp ngã mà tưởng về vô ngã, đối với thật hữu mà về không, tưởng sắc biến, tưởng bầm xanh, tưởng sình trương, tưởng ăn chưa hết, tưởng máu huyết, tưởng hết thảy thế gian không có gì khả lạc. Vì sao vậy? Tỳ kheo nên biết, 10 tưởng này đều là những điều đã được Thích Ca văn Phật trong quá khứ nói cho các ngươi, để được dứt sạch hữu lậu, tâm được giải thoát. Trong đại chúng này, hoặc có người vốn là đệ tử của Phật Thích Ca Văn, thời quá khứ đã tu phạm hạnh, nay đến chỗ ta, hoặc phụng trì pháp của Phật Thích Ca Văn, nay đến chỗ ta, hoặc ở nơi Phật Thích Ca Văn cúng dường tam bảo, nay đến chỗ ta, hoặc ở nơi Phật Thích Ca Văn mà tu hành gốc rễ thiện trong khoảng chừng 4 ngón tay, này đến chỗ ta, hoặc ở nơi Phật Thích Ca Văn hành 4 vô lượng tâm, này đến chỗ ta, hoặc ở nơi Phật Thích Ca Văn mà thọ trì 5 giới, 3 tự quy y, này đến chỗ ta, hoặc ở Phật Thích Ca Văn khởi dựng tháp miếu, này đến chỗ ta, hoặc ở nơi Phật Thích Ca Văn mà tu sửa chùa, này đến chỗ ta, hoặc ở nơi Phật Thích Ca Văn mà thọ trì 8 pháp quan trai, này đến chỗ ta, hoặc ở nơi Phật Thích Ca Văn mà cúng dường hương hoa, này đến chỗ ta, hoặc ở nơi Phật ấy nghe Phật pháp mà buồn khóc rơi lệ, này đến chỗ ta, hoặc ở nơi Phật Thích Ca Văn chuyên ý nghe pháp, này đến chỗ ta, hoặc suốt đời khéo tu phạm hạnh, này đến chỗ ta, hoặc chép, độc tụng, thọ trì, này đến chỗ ta, hoặc người thừa sự cúng dường mà nay đến chỗ ta. Rồi Đức Di Lặc nói bài kệ này: tăng trưởng đức giới văn, nghiệp thiền và tư duy, khéo tu hành phạm hạnh, người ấy đến chỗ ta. Khuyên thí tâm hoan hỷ, tu hành cội nguồn tâm, ý không sai biệt tưởng, người ấy đến chỗ ta. Hoặc phát tâm bình đẳng và thừa sự chư Phật, thức ăn cúng thánh chúng, người ấy đều đến ta. Hoặc tụng giới khế kinh, khéo tập thuyết cho người, nhiệt hành nơi gốc pháp, ngày nay đến chỗ ta. Họ thích khéo giáo hóa, cúng dường các xá lợi, thừa sự pháp cúng dường, ngày nay đến chỗ ta.
Nếu ai sao chép kinh, bàn bố trên lụa trắng, những ai cúng dường kinh, nay đều đến chỗ ta. Lụa là và các vật, cúng dường nơi chùa tháp, tự xưng Nam Mô Phật, thảy đều đến chỗ ta. Ai cúng dường hiện tại và chư Phật quá khứ, thiền định, chánh bình đẳng, cũng không có tăng giảm. Cho nên đối Phật Pháp, thừa sự nơi thánh chúng, chuyên tâm thờ Tam Bảo, tất đến chỗ vô vi. Này A Nan, nên biết Di Lặc Như Lai sẽ nói bài kệ này giữa đại chúng. Bây giờ trong đại chúng, chư thiên và loài người tư duy mười tưởng. Khi ấy có 11 triệu người dứt sạch trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Trong 1000 năm, trong chúng không có cấu bẩn. Di Lặc Như Lai bây giờ chỉ nói một bài kệ làm cấm giới: miệng ý không hành ác, thân cũng không sai phạm, trừ sạch ba nghiệp này, chống vượt vực sanh tử. Sau 1000 năm sẽ có người phạm cấm giới, bây giờ mới chế giới. Di Lặc Như Lai sẽ thọ 84000 năm. Sau khi bát niết bàn, di pháp của Ngài sẽ tồn tại 84000 năm. Sở dĩ như vậy vì chúng sanh thời bấy giờ thảy đều có căn tính linh lợi. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn thấy Phật Di Lặc và các thanh văn trong ba hội thành kê đầu và bốn đại bảo tàng, muốn được ăn thứ lúa tự nhiên, mặc loại y phục tự nhiên, rồi khi thân hoại mạng chung sanh lên trời, những thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy hãy chuyên cần tinh tấn, không sanh lười biếng, và hãy cúng dường thừa sự các pháp sư bằng các thứ hương hoa thơm cùng các phẩm vật cúng dường, chớ để thiếu thốn. A Nan, hãy học điều này như vậy. Bây giờ A Nan và các chúng hội nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.